sẻ cho bác là một cây nhãn điền tiếp theo, một cây sinh nhãn điền tiếp theo. Và tất nhiên thì nó cũng chỉ là trong cái tầm tỷ lệ mà mình yêu thích thôi. Đấy, thì là một cây phôi nam điền cao tầm 25 phân, hoàn thiện có thể cao đến tầm 27 đến 30 phân. Đấy, còn đang rậm rạp, còn đang định hình các bạn, cũng đang suy nghĩ, chưa suy nghĩ nhiều về cây này, đang suy nghĩ xem mình phân chi như nào. Cái cổ này khá là to, tất nhiên cắt mùa này thì nó chậm ra mầm lắm, và mầm nó cũng yếu, nhưng mà mấy hôm nay nó cũng ấm ấm thì cũng được, nhưng rồi lại có một chút mưa thì quan trọng nhất là cái không gian này nó chật cái chỗ này. Tán cây thì bình thường như tán nó rộng quá thì giải quyết bớt đi. Đây thì chắc là vẫn sẽ làm một cây trực lắc, trực và tam đa hoặc ngũ phúc dưới. Thì bây giờ vừa toàn vừa tính các bạn, vừa làm vừa tính. Đấy, thì bây giờ triển khai cùng em bố nhé. Đây, đầu tiên là cái này từ dưới gốc bệ này đi, bệ gốc này, bệ thì cũng khá là bệt, chân chiếc đầy đủ. Bên này cũng thế, bên này có cái u của một cái cây, cái nhánh của nó ngày xưa gì đấy, nó cũng chung một mẹ thôi. Đấy, thì nó cũng sần sùi, u cục và nó cũng có tí tuổi rồi, dễ của nuôi cái chi thứ nhất này. Đây, thì hiện tại nó đang có là chi một này. Đấy, đây là chi một này. Cây này thì hiện tại nó đang gọi là chi 2 đấy nhá, nhưng tí nữa có thể sẽ cắt cái cây này đi, chi 2 nhá. Vì chi 2 này thì nó lại đang hơi bị lệch với so với chi 1. Đấy, chi 2 đây, hoặc là chi 2 đây, và ngọn đây. Cái ngọn nếu mà đây lấy là chi 2 thì ngọn nó hơi to, và sẽ phải hãm và cắt luôn ở đây. Đấy, ngọn nó hơi bị to hơn so với cái chi này. Thì bây giờ cứ dần dần đi đâu tính đây các bạn. Cơ bản nó là như vậy, cái này sẽ cắt đi, thoáng dần mình sẽ nghĩ được nhiều hơn. Ui, mong trời mới sau, cắt thoáng nữa, chọn đúng này, chuẩn nữa. Thank you.
Đấy, vâng, chỉ ít là được vào giải phóng được cái mặt bằng này đã. Đây, điền mùa ngạc lá rất là giòn. Đấy, thì như này, trình bày lại cái ý tưởng của bác chốt mặt chính, mặt trước, rất dễ. Đấy, đây, chi thứ nhất là vẫn phải là đây, cái này chỉ bông phụ thôi. Đấy, thì đang để hai phương án, một là chi thứ hai đây hoặc là chi thứ hai đằng sau này thì vẫn đang để. Tí nữa em sẽ quay từ trên xuống cho bác xem. Và bông ngọn đây sẽ giật cái này ra và bông bóng ở đây đỡ ở đây và giật cái ngọn sau này sẽ giật lên đây. Nó chỉ cao tầm này thôi. Đấy, sau này nó chỉ cao tầm này thôi. Đấy. Này sẽ phải to thêm. To thêm để có thể là đánh lái sang bên này một chút. Thì có thể giữ lại được cái này. Thì cái này sẽ làm chi 3 được. Có thể.
đang suy nghĩ, còn có nhiều phương án đúng không? Đang để chuyển tiếp. Cơ bản là chi một thì không thay đổi ở đây rồi. Chiếc sẽ quay từ trên xuống. Nó sẽ dễ hình dung hơn. Còn cái mặt sau này thì để nó sâu hơn một chút thì em sẽ đục cái chỗ này đi. Đây, đục cái chỗ này đi. Và đây, đục cái khe này đi. Đục cái khe này đi. Đấy. Thế, cơ bản là như vậy. Bây giờ sẽ tiến hành thôi. Lâu chưa có cây nào được dùng đục.
cơ bản như vậy thôi. Thì sẽ quay từ trên xuống cho bác xem nhá, cận cảnh chút. Rồi vừa đục nhẹ chút này thôi, cốt của nó thực tế cũng không thể đục kẽ gì, để cho nó sâu cái chỗ này vào thôi cho nó cảm thấy liền cốt được không bác. Đây vừa nãy là cảm giác nó như bị hai cái thân, bây giờ thì ổn rồi, đục đi thẳng nó lấy mục tiêu của đục là như vậy thôi, cố gắng hạn chế đục tối đa. Đấy, hạn chế đục vào mặt này thì rất là quái, hầm hố. Về chân bệ nhá. Đấy, mặt này thì khá là sâu. Đấy, chân chiếc này khá là bệt rồi. Tuy nhiên nó mới thôi nhưng khá là bệt rồi. Đấy, về thân thế này. Thân thế trên xuống các bác nhé. Đấy, từ trên xuống này, chi thứ nhất đây, cái này sau sẽ bấm đi thôi, bấm đi thôi. Này tiếp sẽ bấm luôn vì cái tay này cũng dí mình đánh ở đây, sau có cái mầm đây luật lên đây và ra đây một chút, như thế này la đà ở đây, cái này một chút nhẹ thôi, này có cái một tay bóng ở trên đây rồi, chút nhẹ ra đây thôi, này bỏ đi, này không dùng được, này thì sát cái này quá. Đấy, cái này thì đang để dự phòng, dự phòng ngọn đây, nếu mà dùng cái này ngọn đây, dùng cái này là ngọn này, bẻ sang bên này để bóng bông bông đỡ đây, và trên này là ngọn, những ngọn nhỏ này, ngọn chính luôn đấy, ngọn của cây đấy. Đấy, cái tay này thì có thể nuôi to bằng cái tay này, thì đánh nó sang đây một chút, cắt giật, tóm lại là cắt giật xong đẩy, đẩy nó sang đây, đẩy nó sang đến chỗ này một chút. Đấy, khi đấy bông tán nó sẽ ở đây. Đây, đây. Đấy, cơ bản nó sẽ như vậy. Đấy. Đấy là tưởng tượng như vậy, còn có thể sẽ phải suy nghĩ thêm. Nhưng mà nó chỉ trên tinh thần như vậy thôi các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ là có diện tích để cây khác rồi. Bao nhiêu lần rồi. Đấy. Cây thì không to mà rất là nhiều cảnh. Từ mặt này nhìn xuống đi. Đấy, này sẽ là ngọn tương lai. Đấy. Rồi, ok bác. Xin cảm ơn các bác nha.